bố mẹ luôn, căng ra bụng trùng ra mắt. Trước kia chưa về. Mày ơi, bát anh lại Bảo cứng được sao không đi, hả? bảo Bảo bụng đang Châu, gây quán các nào thứ, ngon hơn chị? không thiếu bệnh gì. Quán nào đông Bụng hơn là ngon hơn, quán kia không có khách đâu. Có mỗi cái quán ngon thì nó đông đấy em, lúc nào cũng đông. Em vừa mới mua cái kính chào lúc mừng tối đến anh. với bình nguyên vô tận. Khỏe, em Anh lên lại khoe bảo bắt ngay. lại nữa. Là ta da 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 đi da đi da. Trên bầu trời. Ai à, thôi trận này thì đã được chăm sóc kỹ càng từ các em về. Gì chị đúng không? Trời kéo ghê nhỉ. Đang định chat nên không kịp bắn. Bảo cho mai học chết mà giờ vẫn ngồi xem chim chị mặt cười Học trầm chiết à? mít. Úi rồi, chị thề chị không học nổi chiết luôn đấy. Học chiết ngày xưa ai nhỉ, cô giáo hay anh chị bảo thì chả nhớ ai bảo nữa, nhưng mà người ta bảo là ai phải kiểu hơi gì gì đấy một tí thì học chiết điểm mới cao được, hơi lên tê phê một tí thì học chiết mới ok là được. Bạn này không có tốc Huyền bến Vũ là tự Văn, giết được nó đài rồi. phải đẹp vậy mới chịu, UTL chị em thích giản dị. Lan phải đẹp vậy mới chịu sầm lờ. Xin lỗi chị, em thích giản dị à? Ừ, thì đấy là gu của em. Chị tùy hôm em ạ. Hôm thì chị thích đẹp, còn hôm thì chị thích giản dị. Em nên bắt chị phải giản dị suốt rồi em ơi. Đấy là em thích, còn chị thích thì lại khác. Shall we Chị sống fly không through the theo sở thích của sky? người khác em ạ. Bé à, đây. Ê, tớ bắn đạn huyền quang cho một cái này. Úi rồi ơi, bắn đạn huyền quang cho một cái nhưng không trúng. Đớn đau gì trời. Hay. Hải cá gì to vậy? Kéo cái nó lụm nó cậu. Bạn này kéo khá quá nhỉ. Khé quá nhưng mà đớn đau quá. Xui nhỉ anh. Ra lên trên thì tự bắn đạn quang bừa lên chúng đứa nào. Huyền Vũ Văn, chị xinh nhưng không có được em. Em 10 điểm. Em 10 điểm nha. Chỉ bắn check 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 up. Ai là eo su, eo su gớm. Tí thì bị kéo lại. Trivial. Thôi còn một con lính. Nhường nó sụp vọt đấy cậu. Ăn đi. Hơi em yêu ơi, em yêu ơi, em yêu này. Chị ơi, nghe nó chị học cậu đại ơi. học mở hay trường gì nhỉ? Em quên mất tiêu, chị học đại học mở, chị học kế toán. Thế Huy, đêm nay em phải trai hát lên 20, chị cũng phải kiếm chuỗi win ngủ cho ngon nhá. Ôi, dạo này chị đang sống giống người đấy em ạ. Chị phải ngủ thôi. Chị díu díu đấy, gian gian díu díu rồi đấy. Trước chị không, bình thường trước là Mây bị mất ngủ lắm. Tự dưng 3 hôm nay thế nào ngủ nó lại giống người, giờ giấc lại giống người anh em ạ. Tối nào ăn tối xong Đào Văn Tuấn, 9 rưỡi nằm, hello Mây. 9 rưỡi nằm ngủ vắt lưỡi lên rồi. Hôm nay không biết ngủ được không, bởi vì bây giờ xong lại phải đi skin care rồi, bắt đầu ấy nữa, tắm qua nữa. Không thấy đang dừng nó nha. The red clouds of sunset. Văn Hải, nghe ông cóc hát quên luôn bản gốc. Không có hát quên luôn bản gốc nữa. Cover. Cover những bản nhạc để đời. Hay thế còn gì nữa trời, chê làm người ta bị buồn cười nhỉ.
không được chê.